Chào cả nhà, đây là đoạn mới của quốc lộ 91 đi từ cầu Bình Mỹ đến cầu Cây Dương, dài khoảng 4,6 km, thay thế cho đoạn quốc lộ 91 cũ sát sông Hậu bị sạt lở cách đây hơn 2 năm. Đoạn này thuộc xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, nằm giữa thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc. Hôm nay có dịp đi ngang nghe mùa nước nổi, mình thấy con đường khá đẹp, đi giữa biển nước mênh mông với khí trời se lạnh. Giờ thì mời cả nhà cùng xem đoạn đường tuyệt đẹp này. Chúng ta nên đi theo hướng từ Châu Đốc đến Long Xuyên. Đường quốc lộ 91 mới hả? Mới mà gió với thiên nhiên ok quá ha. Mùa nước nổi nè, nước linh láng nè. Đây cái này mới đúng là không khí trong lành nè. Ồ, bên đây nhìn bên đây cánh đồng nữa, bên đây không khí. Thấy cũng gần nữa nè.